Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, kênh xin được chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 123 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại lo lúc bấy giờ, Diệp Húc tế Liệt Hỏa Minh Tôn lên, rút Trảm Tiên đao ra. Liệt Hỏa Minh Tôn với thanh đao trong tay chém tới cổ Già Lam Minh Tôn. Một tiếng keng vang lên, chiếc xích chó này liền đứt đoạn. Liệt Hỏa Minh Tôn chém liên tục 3 đao, đem xích chó trên cổ của Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đều chặt đứt. Lúc trước, hắn không có bậc thực lực như thế này, dù tế Nghệ Hoàng Kim Tiễn lên cũng không dám đi chém cổ Già Lam Minh Tôn. Nhưng giờ đây, mượn tay Liệt Hỏa Minh Tôn, chỉ cần dùng lại bất diệt chi bảo là Trảm Tiên đao kia đã có thể chặt đứt xích sắt mà không làm người bị thương. Đào tốt, thân thể nhân hoàng thật mạnh, thật mạnh. Đôi mắt của Tu Đề Minh Tôn tỏa sáng nhìn Trảm Tiên đao và Liệt Hỏa Minh Tôn, rất là hâm mộ. Chính lão cũng từng thử chặt sợi xích sắt này, nhưng với thực lực của lão cùng vũ bảo đều chẳng thể nào làm gì được nó. Hiện giờ thấy Diệp Phúc tế Liệt Hỏa Minh Tôn chặt một đao là đứt, lão cũng biết chẳng những thanh Trảm Tiên đao này hơn bất diệt chi bảo của mình không ít, mà thân thể của Liệt Hỏa Minh Tôn còn mạnh hơn thân thể của lão không biết là bao nhiêu. Ba vị đều là Đại Minh Tôn Vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu như khai chiến ở Thập Vạn Đại Sơn ta, e rằng sẽ liên lụy đến mọi người, đánh cho Thập Vạn Đại Sơn sụp đổ mất thôi. Ta còn có một việc phải tới Hàn Nguyệt Cung, các ngươi liền phân thắng bại ở trên đường đi đi, xem ai là đệ nhất Đại Tôn Vương ở dưới trướng của ta nào. Nào dám không tổng mạnh chứ. Đám người Tu Đề, Bảo Hiền chắp tay thi lễ, liên tục xưng vâng. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, hắn đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn, mang theo ba vị Đại Minh Tôn Vương tới, cũng coi như là thanh thế lớn, rất có mặt mũi, cười nói. Việc này không thể chậm trễ được, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Hắn thu lại xích chó này, chỉ thấy sợi xích này lập tức khôi phục nguyên trạng. Nó hiển nhiên cũng là một món bất diệt chi bảo, luận mức độ rắn chắc và khó chơi thì còn hơn xa cả khốn tiên thằng. Diệp Húc không nhịn được, muốn cải tạo lại Trảm Tiên đài, thầm nhủ. Khốn tiên thằng, dù tốt thế nhưng cũng không chói được cường giả như Già Lam Minh Tôn, lại càng không chói được nhân hoàng như Liệt Hỏa Minh Tôn. Không bằng đổi thành cái xích chó này, trực tiếp chói cổ người rồi kéo lên Trảm Tiên đài chém đầu vậy. Hắn nghĩ tới là làm, lập tức khiến cho ba vị Đại Minh Tôn Vương cùng ra tay giúp hắn tế luyện sợi xích sắt này. Sợi xích này chính là do Nghệ Hoàng rèn ra, dùng tài liệu giống như mấy sợi xích chói 6 con cự thú viễn cổ ở Bắc Hải bí cảnh, lấy đến để buộc Hạo Thiên Khuyển, không chỉ cực kỳ nặng mà cũng có tác dụng tự chủ chói người. Lấy thực lực của Diệp Phúc thì có thể tế luyện nó, nhưng tiêu hao quá nhiều tu vi. Ba vị Đại Minh Tôn Vương ở bên cạnh kia không dùng chẳng phải là lãng phí nhân tài hay sao? Già La, Tu Đề, Bảo Hiền đều là tam bất diệt cảnh đỉnh cao, thực lực vô cùng hùng hậu, rất nhanh liền giúp tế luyện xong sợi xích kia. Ba vị Đại Minh Tôn Vương này cùng nhau đến nghiên cứu khốn thiên thẳng, sau đó luyện đúc xích, cuối cùng thêm cho sợi xích này công dụng chói người cự ly xa, dùng khốn thiên thẳng độc nhất vô nhị. Hey, mang theo cái sợi dây xích này thật lâu rồi, nay đột nhiên không có, thật là khó quen. Hạo Thiên Khuyển buồn bực không thôi, vô tình nói ra. Diệp Húc tâm tình tốt nên quăng khốn thiên thẳng cho nó. Chỉ thấy sợi dây này rời tay cái liền biến thành một con kim long vương tam bất diệt cảnh, đầu đuôi cùng quấn vào cổ của Hạo Thiên Khuyển. Nhìn từ xa lại trông trên cổ chú chó đen này như buộc một sợi dây thừng màu vàng vậy. Cho người sợi dây khốn thiên thẳng này, Khiếu Thiên, người vừa lòng chưa? Hạo Thiên Khuyển mừng rỡ, lắc lắc cái đầu, chỉ thấy hình thể chú chó đen nhỏ bé này càng lúc càng lớn, tai nhọn, lông đen, răng nanh sắc bén, thân thể dài gần trăm dặm, thậm chí so với đám yêu tộc tu luyện đến thiên địa pháp tướng bất diệt, hương tượng đại thánh kia còn khổng lồ hơn. Khốn thiên thẳng cùng nó biến lớn, hóa thành một con cự long dài đến hơn 10 dặm, kim quang lóa mắt. Cái con phá cầu này biến to như vậy làm cái gì không biết. Bảo Hiền Minh Tôn ngẩng đầu nhìn vào trong váng, lẩm bẩm nói. Hạo Thiên Khuyển động tâm niệm, kim long theo của nó bay lên,
vù một tiếng chói Bảo Hiền thật chặt. Nó giơ vút chụp cho Bảo Hiền Minh Tôn ngã xuống đất, nhai răng cười gằn nói: "Hê hê, đào thải một tên, gọi ta là Đại Tuân Vương, gọi ta là Đại Tuân Vương đi, đào thải một tên rồi." Nó nói xong câu nào liền vỗ mạnh một cái, đánh cho Bảo Hiền Minh Tôn lún sâu vào đất. "Ta không gọi đấy, có đánh chết ta ta cũng không gọi đâu, cái con chó chết tiệt kia, mi chờ đấy. Lão tử dãy ra khỏi cái dây này sẽ bóp chết ngươi." Bảo Hiền Minh Tôn cố gắng một lúc lâu vẫn không thể dãy ra được khỏi khốn thiên thẳng, rốt cuộc không chịu được phải cầu xin tha thứ. Hạo Thiên Quyển vô cùng đắc ý, nhìn hướng Già Lam Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn ánh mắt bất thiện. Hai người dùng mình, âm thầm lên tinh thần, tránh cho bị con chó phá cầu này hạ độc thủ ngầm, lật thuyền trong mương. Bảo Hiền có thực lực khủng mãnh, có thể nói là kình địch, đáng tiếc lại thua trong tay một con chó đen. Anh Minh một đời này hóa thành nước cháy, đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi nữa rồi. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng dẫm vào vết xe đổ của hắn. Diệp Húc cũng không biết nói gì hơn, con chó này vốn không hoài niệm gì cái xích chó kia, rõ ràng là nó muốn lừa được Khốn Thiên Thằng, sau đó mượn uy năng của món vũ bảo này để đối kháng với ba vị Đại Minh Tôn Vương. Hiển nhiên là con chó này biết trong bốn người cạnh tranh chức Đại Tôn Vương thì nó là có thực lực yếu nhất, tu vi thấp nhất, bởi vậy nó ra tay trước chiếm lợi thế, đào thải tên kình địch là Bảo Hiền kia. "Khốn kiếp, người đánh lén ta không phục, có giỏi thì chúng ta dùng đao thật thương thật đánh một trận xem nào." Bảo Hiền Minh Tôn giận dữ từ dưới nền đất lao lên, hét to với Hạo Thiên Khuyển. Con phá cầu kia hoàn toàn chẳng để ý tới lão, hóa thành một chú chó đen nhỏ tầm bàn tay, buộc Khốn Thiên Thẳng lên cổ, rồi vội vàng chạy đến bên người Diệp Húc. "Bảo bối tâm can ơi." Hạo Thiên Khuyển cọ cọ Khốn Thiên Thẳng, đúng một bộ dạng say mê, dường như sợi dây này đúng là bảo bối tâm can của nó thật vậy. "Bảo Hiền, ngươi bị một con chó đánh bại nên đã mất đi tư cách cứu chiến Đại Tôn Vương, còn không ngại mất mặt sao?" Già La Minh Tôn cười ha ha nói. Tu Đề Minh Tôn cũng mỉm cười. "Không sai, ngươi thua trong tay một con chó, mất hết mặt mũi của Đại Minh Tôn Vương. Nếu ngươi còn muốn đấu, ta liền tuyên dương khắp nơi, cho ngươi không còn chỗ sống yên trong hàng cổ ma vực nữa kìa." Hai người này nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chèn ép kẻ cạnh tranh mạnh, miễn cho Bảo Hiền Minh Tôn trở mình. Bảo Hiền Minh Tôn ngây người một lúc lâu, lão lệ giàn giụa thầm nhủ: "Nhất thời bất cẩn, hủy đi anh danh một đời. Nếu lại để nó lan truyền ra ngoài thì đúng là không còn nơi nào cho ta sống yên nữa rồi. Xem ra ở dưới trướng chủ công, ta đành phải xếp sau con cẩu kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, nhược điểm này của ta bị Tu Đề và Già La nắm lấy, lúc nào cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp thôi." Lão nghĩ đến đây, trong lòng hiện lên một suy nghĩ ác độc: "Ba người mất mặt còn hơn là một mình ta. Đợi ta thẩm giúp con phá cẩu kia một tay, khiến cho nó đánh bại hai tên hỗn cẩu Già La và Tu Đề rồi trở thành đệ nhất Đại Tôn Vương dưới trướng chủ công, lúc đó xem hai tên hỗn cẩu này còn dám cười nhạo ta nữa không đấy." Bảo Hiền khá là hả hê, cười ha không ngừng, đi đến trước người Hạo Thiên Khuyển, một người một chó thì thầm một lúc, rất nhanh liền thành bộ dáng hai người anh em tốt của nhau. "Cái con trâu ngu ngốc này bị đả kích cho ngốc rồi sao?" Hai vị Đại Minh Tôn Vương là Tu Đề và Già La thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc hơi nhức đầu, bọn họ còn chưa rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông mà bốn tên hỗn cẩu này suýt nữa đã đánh lên, thậm chí là cả vị Đại Minh Tôn Vương dung mãnh như Bảo Hiền cũng bị Hạo Thiên Quyền đánh lén. "Được rồi, đừng có ra tay trong Thập Vạn Đại Sơn, trên đường đi Hàn Nguyệt Cung vẫn có cơ hội cho các ngươi giao thủ." Diệp Húc đi trước ra ngoài tổng đàn Thánh Tông, ba người một chó vội vàng đi theo sau. "Diệp sư thúc, tiểu chất có lễ, chúc mừng sư thúc thoát vây, danh dương thiên hạ." Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại đã thấy Hầu Nhân Vực xuất hiện ở tổng đàn Ma Tông, tay áo tung bay trông cực kỳ thanh tú tuấn lãng. Ánh mắt Hầu Nhân Vực đảo qua Tu Đề và Bảo Hiền, tinh quang chật lóe, từ xa chắp tay đạm đạm nói: "Sư thúc sao có thể ở cùng ma tộc như vậy? Hay là sư thúc không biết nhân tộc và ma tộc chém giết nhau mấy năm, chính là mối thù cũng đội trời chung. Nếu như lan truyền ra ngoài, e là sẽ tổn hại đến danh dự của sư thúc đấy, khiến sư thúc cũng trở thành địch chung của cả thiên hạ. Mong sư thúc hãy suy nghĩ cho kỹ." "À, hóa ra là Hầu Sư Điệt." Diệp Húc khẽ mỉm cười. Trong Ma Tông Tam Kiệt bao gồm Vinh Lâm, Đạo Nguyên Sắc và Hầu Nhân Vực. Vinh Lâm chính là đại sư huynh có quan hệ mật thiết với Diệp Húc. Đạo Nguyên Sắc từng giao thủ với hắn, bị một trưởng chấn áp lăng nhục. Chỉ có Hầu Nhân Vực này thâm sâu khó lường, dù ở Hoàng Đoạn Sơn Mạch, trong Phù Lỗ Thánh Thành đều từng lộ ra sát ý với Diệp Húc, nhưng kẻ này vẫn chưa từng chính diện giao phong với hắn, bởi vậy Diệp Húc cũng không biết hắn sâu cạn ra sao. "Ba vị này chính là Đại Minh Tôn Vương của ma tộc, đã bị sư thúc ta thu phục làm thuộc hạ, sẽ không tiếp tục làm hại nhân gian nữa đâu. Hơn nữa tên tuổi sư thúc ngươi vốn đã không tốt rồi, sớm là địch chung của cả thiên hạ, kiếm thêm một chút kẻ địch nữa thì có là ra cái gì?" Diệp Húc chớp mắt mỉm cười nói: "Sao,
Đường đường Đại Minh Tôn Vương lại làm thuộc hạ cho sư thúc sao? Hầu Nhân Vực hít một hơi thật sâu, tinh quang trong mắt càng sáng, ánh mắt thâm trầm, sắc mặt âm u lạnh lẽo, từng luồng khí lạnh như băng chuyển đến từ người hắn, trong lòng đã tức giận tới cực điểm. Người khác không biết Tu Đề và Bảo Hiền, nhưng hắn lại biết rất rõ, hai vị này chính là Đại Minh Tôn Vương của Sâm La Thần Điện, bộ hạ trực thuộc Ma Hoàng, thậm chí cả hắn cũng không thể điều động, không ngờ hai tên này lại dám phản bội, đầu phục vào chỗ Diệp Húc. Hắn chính là một quân cờ được đưa vào Hoàng Tuyển Ma Tông, hai tên Bảo Hiền và Tu Đề cũng không nhận biết hắn. Nếu không hai người này cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Húc chính là nhị thái tử của Ma Hoàng. Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên cảm nhận được sát khí truyền ra từ người của hắn, cười gằn một tiếng, giơ tay ra giam cầm hư không, một chiêu đã nắm được cổ của Hầu Nhân Vực, cứ thế nhấc hắn tan lên. Dám động sát khí với chủ công ta ư? Tiểu tử, ngươi không kiên nhẫn được sao? Vừa vặn lão Ngưu ta đang bực bội đây, đã lâu chưa từng nếm qua máu thịt rồi, liền lấy ngươi khai huân vậy. Lão sược, Bảo Hiền, ngươi dám động đến ta sao? Hầu Nhân Vực tức giận đến nỗi chân tay run rẩy, ánh mắt kia gần như có thể phun ra lửa. Bảo Hiền Minh Tôn cười một cách thật độc ác. Không dám động đến ngươi ư? Ngươi cho là ngươi là thái tử của Ma Hoàng bệ hạ hay sao? Hầu Nhân Vực bị tức đến gần như ngất đi, Diệp Húc lại thản nhiên nói: "Bảo Hiền, không nên động giận. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Tuyển Thánh Tông ta có quy định cấm động thủ trong Thập Vạn Đại Sơn, nếu không sẽ bị cường giả Thánh Tông can thiệp. Nếu là nơi khác, người muốn giết hắn ta cũng mặc kệ, nhưng ở địa giới Thánh Tông thì đừng mạo phạm quy định cho thỏa đáng." Tiểu tử, coi như ngươi gặp may đấy. Bảo Hiền Minh Tôn bỏ Hầu Nhân Vực ra cười lạnh: "Nếu không phải chủ công nói tốt cho ngươi, ngươi sớm đã bị lão Ngưu ta ăn sạch sẽ rồi, vài canh giờ sau sẽ biến thành một đống phân, bị lão Ngưu ỉa ra khỏi cơ thể kìa." Hầu Nhân Vực tức giận, công tâm khó chịu đến gần như hộc máu, hắn không nói được một lời, oán hận rời đi. "Bảo Hiền, thực lực kẻ này như thế nào?" Diệp Húc nhìn Hầu Nhân Vực đi xa, đột nhiên mở miệng hỏi: "Bẩm chủ công, kẻ này thực lực không kém, vừa rồi là y cố ý giấu giếm thực lực của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của lão Ngưu ta đâu." Bảo Hiền Minh Tôn ồ mồm nói: "Tu vi, nguyên thần của hắn đều cực kỳ quái dị, hẳn là thân thể ngũ hành, pháp lực xảo quyệt, trong cơ thể có ba luồng sức mạnh, mỗi một luồng đều mạnh hơn một luồng, suýt nữa thì thoát khỏi tay ta. Hắn chính là Tam Thương Cảnh, Pháp Thương Kỳ, thực lực có thể so với đại vua Tam Bất Triệt Cảnh, thân thể bất diệt, nhưng ở trong tay ta chỉ là một tên ngoan đồng, vốn chẳng thể chịu nổi một chiêu." "Sao? Ba luồng sức mạnh ư? Pháp Thương Kỳ đỉnh cao?" Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn từng nghe nói qua về tu vi của Hầu Nhân Vực, đến nay vẫn là Tam Thần Cảnh, nhiều nhất là tu luyện đến Hợp Thể Kỳ, mà Bảo Hiền Minh Tôn nói y là Tam Thương Cảnh Pháp Thương Kỳ, tuyệt đối không sai, cái này chỉ có thể nói là tên Hầu Nhân Vực này ẩn giấu tu vi. Hắn đột nhiên nhớ tới, khi ở trong cảnh nội đại đường, hắn bị Trang Đạo Cổ công kích, lúc ấy Diệp Húc đã bắt được Trang Đạo Cổ trong tay mình, nhưng lại bị pháp tướng chân thân của một tên hoàng tộc Mala đánh tan U Thiên Thần Vương Đỗ Ái Cấn, bị hai kẻ đó vây công. Cũng là Pháp Thương Kỳ đỉnh cao, hay kẻ ra tay chính là y sao? Trong lòng Diệp Húc có một loại nghi ngờ, hắn cho rằng pháp tướng chân thân của tên hoàng tộc Mala kia rất có khả năng là Hầu Nhân Vực. Lúc ấy kẻ này không nói một lời mà chỉ công kích Diệp Húc, biết Diệp Húc đã ra 10 mặt trời, gần như phải chết không thể nghi ngờ gì nữa, y mới mở miệng nói một câu. Lúc đó kẻ này chỉ là một khối pháp tướng chân thân, hiển nhiên y không chỉ tu luyện một loại cấm pháp. Có pháp tướng chân thân mà trong cơ thể Hầu Nhân Vực có ba luồng sức mạnh, chứng tỏ hắn tu luyện ba loại cấm pháp. Như vậy, thật sự có khả năng là Hầu Nhân Vực ra tay cùng Trăng Đạo Cổ vây công ta. Còn nữa, Hầu Nhân Vực sao lại nhận ra được Bảo Hiền, hô ra tên của lão đây? Hay là y gặp qua Bảo Hiền mà Bảo Hiền lại không thấy y sao? Diệp Húc không nhận được mỉm cười, thầm nhủ: nếu người cùng Trang Đạo Cổ với công ta đúng là Hầu Nhân Vực, như vậy chuyện này thú vị rồi đây. Mà là pháp tướng không phải ai cũng có thể có được, chỉ có hoàng tộc Ma La mới có thể luyện thành loại chân thân này. Đây chẳng phải có nghĩa là Hầu Nhân Vực có thể có quan hệ với Ma Hoàng hay sao? Hắn không trực tiếp đi tìm Ứng Tông Đạo để báo chuyện này, mà là bay đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Dù sao hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Hầu Nhân Vực là hoàng tộc Ma La có liên quan với Ma Hoàng. Nếu Hầu Nhân Vực thực sự là huyết mạch của Ma Hoàng, như vậy tên thái tử gia ta đây rất có thể gặp được thái tử thật. Đáng tiếc kẻ này chẳng thể lộ ra thân phận thật. Ngay cả Bảo Hiền và Tu Đề, hai đại minh tôn cũng đều đầu phục ta, hắn chỉ có thể kinh ngạc mà thôi. Lần sau nếu gặp lại Hầu Nhân Vực, mặc kệ hắn có phải huyết mạch của Ma Hoàng hay không, ta cũng phải bảo để cho Bảo Hiền và Tu Đề ra tay giết chết hắn. Kể từ đó, hai vị đại minh tôn vương này không thể không hoàn toàn đầu nhập vào ta, vĩnh viễn cũng không thể trở lại Sâm La Thần Điện được.
đoàn người Diệp Húc rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, phóng thẳng lên cao mà bay đi. Ma đạo Tam Cung bao gồm Hàng Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung và Chu Thiên Tinh Cung cũng không ở thế giới Vu Hoang, mà là ở tinh không cách thế giới Vu Hoang không xa, cao cao tại thượng nhìn xuống Vu Hoang. Trong đó, Chu Thiên Tinh Cung ở giữa các ngôi sao, Diệp Húc từ trong Thái Hoàng Thiên tàn phá bay ra, từng đi ngang qua Chu Thiên Tinh Cung. Mà Thái Dương Thần Cung thì xây dựng ở một nơi gần mặt trời. Tòa thần cung này thật lớn, lơ lửng ở nơi cách mặt trời trăm triệu dặm, to lớn đồ sộ. Đông Hoàng Thế Gia trong Thang Cốc chỉ là một căn cứ của Thái Dương Thần Cung ở chốn nhân gian, một kẻ đại diện mà thôi. Đông Hoàng Thế Gia dù chỉ là một chi nhánh của Thái Dương Thần Cung, nhưng thực lực cũng cực kỳ hùng hậu, chính là thế gia số 1 số 2 trong 72 thế gia, có thể sánh với thánh địa Ma Đạo, có thể thấy được nội tình Thái Dương Thần Cung hùng hậu ra sao. Về phần Hàn Nguyệt Cung, Diệp Húc theo miệng Tô Kiều Kiều cũng biết được tung tích ma cung này. Nó ở gần vầng mặt trăng sáng bay vòng quanh thế giới Vu Hoang kia. Chính là một chỗ bí cảnh mà Nga Hoàng tìm được, khai thác nơi đó phát triển thành Hàn Nguyệt Cung, thành một môn phái của nữ giới rất là thịnh vượng. Hàn Nguyệt Cung giống ở trong bí cảnh, cho dù có tới trên cung trăng cũng không dễ phát hiện ra được vị trí thật sự của Hàn Nguyệt Cung. Phải tìm được đệ tử đóng quân trên mặt trăng, rồi từ bọn họ dẫn tiến mới có thể đi vào Hàn Nguyệt Cung chân chính. Tô Kiều Kiều từng cho hắn tín vật của Hàn Nguyệt Cung, chỉ cần cầm cái tín vật này thì đệ tử thủ sơn môn của Hàn Nguyệt Cung sẽ không làm khó hắn, trực tiếp dẫn bọn họ vào trong cung, tiện cho Diệp Húc vào cung cầu hôn. Tông đạo, Diệp tiểu tử đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn, chẳng lẽ ngươi không định nói cho hắn Thái Dương Thần Cung cũng đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn hay sao? Trên đỉnh Linh Ẩn Phong, Triều Cung Thiểu nhìn đám người Diệp Húc rời đi, cười nói: Ngươi, cái tên sư huynh này thật là không phúc hậu à. Hai tên đầu sỏ Hoàng Tuyển Ma Tông đứng ở trên đỉnh núi nhìn quần sao trên bầu trời xa xăm. Ứng Tông Đạo nghe vậy liền bật cười: Triều sư, Hàn Nguyệt Cung có ngàn vạn đệ tử, nhiều đếm không xuể. Diệp sư đệ đi cầu hôn cùng Thái Dương Thần Cung, cầu hôn chưa chắc đã cùng là một cô gái, lại có gì liên quan đến nhau đây? Tiểu tử thối, ngươi giả bộ ít thôi. Triều Cung Thiểu cười lạnh mà nói: Lần này Thái Dương Thần Cung tuyên dương bốn phía, người mà Đông Hoàng Mục đệ tử bọn họ cầu hôn chính là có thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung. Trong Hàn Nguyệt Cung, thân thể ngũ hành chỉ có một người. Người thân là tổng chủ cũng sớm biết người nọ là ai, cũng biết đối tượng Diệp tiểu tử thích là ai. Kẻ mà bọn họ cầu hôn lần này rõ ràng là cùng một người, đều là kẻ có thân thể ngũ hành thủy đức cộng công. Lão Cổ Hoặc nói: Ngươi còn không đi ở nơi đường xử lý hết đội ngũ cầu hôn của Thái Dương Thần Cung đi sao? Tông đạo, cái kia chính là thân thể thủy đức cộng công đấy, là nhân vật tương lai có cơ hội trở thành Vu Hoàng. Nếu có thể làm phu thê của đệ tử Hoàng Tuyển Thánh Tông ta, tương lai dù cho ngươi không thể trở thành Vu Hoàng, Hoàng Tuyển Thánh Tông ta cũng có một vị Vu Hoàng trấn thủ bảo vệ vạn năm bình yên. Không đi. Ứng Tông Đạo lắc đầu nói: Đám họ lần này giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung tất nhiên rất được bọn họ coi trọng. Nếu ta đi tất sẽ bị hai đại ma cung coi như kẻ thù, có khi còn bị bọn họ vây công. Nếu để Diệp sư đệ tự mình đi, ta ở đây trấn thủ, Hàn Nguyệt Cung dù không đồng ý cũng sẽ không dám làm khó Diệp sư đệ. Nhưng nếu ta đi thì lại không được tốt đâu. Triều Cung Thiểu cắn răng cả giận nói: Người thân là tông chủ, sao có thể không tính toán thay cho Thánh Tông ta đây? Khốn kiếp mà, người không đi thì ta đi vậy. Lão tử đi làm thịt đám chim ngu Thái Dương Thần Cung kia. Lão ta nóng vội bước ra, Triều Cung Thiểu chính là Nhân Hoàng đỉnh phong, một bước đi ra nửa Thập Vạn Đại Sơn, lại bước thêm một bước nữa đi ra ngàn dặm bay hướng trời cao. Thật nóng nảy, Triều sư tuy lớn tuổi nhưng vẫn giống như một ngoan đồng vậy. Ứng Tông Đạo không nhịn được lắc đầu mỉm cười nói: Triều sư, ngài còn chưa nghe ta nói xong đã vội vã chạy đi rồi, chỉ sợ là ngài sẽ ăn thiệt thòi thôi. Ta còn chưa kịp nói cho ngài biết, lần này đội ngũ cầu hôn của Thái Dương Thần Cung có một vị Nhân Hoàng đỉnh phong, Đông Hoàng Thương. Hơn nữa y còn tùy thân mang theo một món Nhân Hoàng chi bảo. Nhưng lấy bản lĩnh của ngài hẳn là có thể so cao thấp với Đông Hoàng Thương, chỉ là thắng hay không thì thật khó nói kìa. Hắn không một chút lo lắng, nhàn nhã đi trở về tổng đàn Thánh Tông, đã thấy Hầu Nhân Vực không người đứng chờ trong tông chủ đại điện. Nhân Vực, có việc gì vậy? Ứng Tông Đạo dịu dàng hỏi. Hầu Nhân Vực lại càng thêm kính cẩn đáp: Thưa sư tôn, đệ tử đã tu luyện đến đỉnh hợp thể kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tam tương cảnh pháp tương kỳ. Nhân Vực bảo gan mời sư tôn ban thưởng tâm pháp tam tương cảnh. Ứng Tông Đạo gật đầu mỉm cười nói: Tu vi tiến cảnh của ngươi thần tốc, thật không hổ là thân thể ngũ hành.
tương lai tất có thể theo kịp ta, thậm chí còn có thể trở thành vua hoàng. Hầu nhân vực cung kính trầm giọng nói: đáng tiếc là đệ tử vẫn kém Diệp sư thúc. Diệp sư thúc nhập môn muộn hơn đệ tử 10 năm, nhưng lúc này sư thúc đã tu luyện đến tam thần cảnh, thực lực lại khủng bố, đệ tử thật sự không phải là đối thủ. Diệp sư thúc của ngươi là một tên quái thai, không thể dùng tư chất để đánh giá được. Kỳ thực tư chất hắn cũng không cao, Ngọc Lâu chỉ có 7 tầng. Hắn cao ở nhận tính và ngộ tính kìa. Ứng Tông Đạo giơ một ngón tay điểm lên mi tâm của hầu nhân vực, truyền thụ cho hắn Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh cuốn thứ 7, rồi mỉm cười nói: tư chất của ngươi hơn xa hắn, chỉ là không có vận mệnh như hắn mà thôi. Chờ đến khi ngươi chân chính tu luyện đến tam tương cảnh, ta sẽ truyền thụ cho ngươi môn cấm pháp khác, khiến thực lực của ngươi lại tăng lên 1 tầng. Hầu nhân vực không người chần chừ một lát rồi lại nói: đệ tử thấy Diệp Thứ Thúc và Đại Minh Tôn Vương của ma tộc ở cùng một chỗ, sư tôn có phải trong đó? Hắn do dự một chút, không định nói tiếp, cười khổ nói: sư tôn, đệ tử vốn không nên lắm miệng, có lẽ chỉ là đệ tử nghĩ nhiều rồi. Hắn có vẻ không vội cũng chẳng gấp, xoay người liền rời đi. Tiểu tử này lại châm ngòi quan hệ giữa ta và Diệp sư đệ. Ứng Tông Đạo khẽ cười một tiếng, không để ở trong lòng, thầm nghĩ: người ngay cả Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh mà ta truyền thụ cũng đã sắp tu luyện đến tam tương cảnh rồi hay sao? Hầu nhân vực, tốc độ tu luyện của ngươi quả thật rất nhanh. Trong 3 đại cấm pháp mà ngươi tu luyện, ngoài Ma Đạo Thiên Đình ta truyền thụ ra, còn có một loại là Ma La Thôn Thiên Ma Kinh. Về loại cuối là gì thì ngay cả ta cũng không biết được. Ứng Tông Đạo khẽ nhíu mày, hắn sớm biết rõ lai lịch của hầu nhân vực, tuy nhiên lòng dạ của hắn còn thâm trầm hơn hầu nhân vực gấp 100 lần. Tuy biết rõ nhưng vẫn truyền thụ cho y Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh. Đại y như đệ tử chân chính, dốc lòng dạy bảo, không nhìn ra được chút khác thường nào. Sở dĩ hắn không động đến hầu nhân vực, ngoài chuyện tránh kinh động đến ma hoàng, miễn cho hiện tại liền phát sinh xung đột với ma hoàng, thì còn có một nguyên nhân sâu xa nữa, đó chính là cấm pháp mà hầu nhân vực lấy được từ trong Ngọc Lâu do thiên đạo ban tặng. Còn lai người ma đồng thời có đặc thù của nhân tộc và ma tộc, đạt được thiên đạo truyền thừa, thân thể ngũ hành kim đức thiếu hảo, người nào có thể có loại tư chất nghịch thiên như này đây? Thành tựu tương lai của hắn có lẽ còn vượt qua cả ma hoàng, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không thánh tông ta sẽ gặp nguy hiểm. Ứng Tông Đạo thở dài thầm nghĩ: nhưng ta còn muốn tiểu tử này mau chóng tu luyện đến nhân hoàng kỳ, xem công pháp mà thiên đạo truyền cho kia đến tuyệt cùng là thứ gì. Như vậy thì thánh tông ta lại có thêm một loại cấm pháp nữa rồi. Hơn nữa ta chưa trở thành vua hoàng, cũng không chắc đối kháng được với ma hoàng, tạm thời không nên động tới hắn. Diệp sư đệ à, ta vừa hy vọng ngươi sớm trở thành nhân hoàng, lại sợ ngươi tham công liều lĩnh, căn cơ bất ổn, hy vọng ngươi chậm một chút à. Hắn nghĩ đến đây đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, cao giọng mà cười nói: tôn khách từ xa tới, tông đạo không thể nghênh tiếp, còn mong yêu chủ thứ tội. Đằng xa mây nhẹ nhàng trôi, một gã thiếu niên áo xanh chậm rãi đi ra từ trong mây, thần thái hào hứng, mặt mang ý cười, ngay lập tức đi đến bên người Ứng Tông Đạo. Đúng là yêu chủ Thiên Yêu Cung trong đầm lầy Vân Mộng, một đại thánh chủ của yêu tộc. Hai người đứng chung một chỗ, áo trắng như tuyết, áo xanh như ngọc, đều là những nhân vật Ngọc Thụ Lâm Phong, thanh tú tuấn lãng, giống như yêu nghiệt vậy. Ứng sư huynh, tiểu đệ đến lần này là vì một chuyện đại hỷ sứ. Yêu chủ khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: ta là tới cầu thân, Diệp thiếu bảo của Quý Tông có ở đây không? Ứng Tông Đạo khẽ động thần sắc, cười ha ha, vội vàng cung kính mời yêu chủ, cười nói: yêu chủ, đây đúng là đại hỷ sứ, còn mời vào điện trò chuyện. Ta cũng đang có ý này đây. Thiếu niên áo xanh cười nói: tiểu đệ lần này tiến đến đúng là mặt dày mày dạn để tới cầu hôn, đương nhiên cũng phải đưa ra một ít sính lễ, Ứng sư huynh mời xem. Hắn giơ tay phất một cái, trước người xuất hiện từng quyển kinh văn, từng món vu bảo. Hắn hạ giọng nói: 9 cuốn Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, 9 cuốn Hy Hoàng Phục Đạo Kinh, còn có Nhân Hoàng Chi Bảo, 1 món Hy Hoàng La Thiên Hoa. Về phần những thứ khác đều là một ít đồ chơi bất diệt chi bảo, không đáng để nêu ra, còn mong sư huynh gọi Diệp thiếu bảo, ta sẽ nói tỉ mỉ với hắn. Thiếu bảo không có ở trong tông, hắn vừa mới đi ra ngoài rồi. Ứng Tông Đạo hàm hồ nói, cũng không nói rõ là Diệp Húc đi Hàn Nguyệt Cung cầu hôn. Vị thiếu niên áo trắng này mặt mày hồng hào, nét mặt tỏa sáng như thể chính hắn đón dâu vậy, cười nói: nhưng mà việc này Ứng mẫu có thể ứng thừa thay cho Diệp sư đệ. Yêu chủ, chuyện hôn nhân này cứ định như vậy đi. Yêu chủ mừng rỡ cười nói: Ứng sư huynh quả nhiên hào sáng, ta vốn tính nếu lần này kết thân không thành thì bắt Diệp thiếu bảo đi,
nghiêm hình tra tấn, ép hắn vào khuôn khổ, xem ra giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Hai người liếc nhau cười ha hả, Ứng Thông Đạo đắc ý rào rạt, thầm nghĩ trong lòng: Diệp sư đệ quả là phúc tinh của ta, không ngờ tiểu tử này lại đoạt được đến tay, ngay cả yêu chủ cũng phải tự mình đến cầu hôn. Năm đó ta giết quá nhiều người, gần như có lỗi với tất cả thánh địa trong hiên hạ, chỉ có mấy người thân thiết nhưng không có mấy đồng minh. Nhưng tiểu tử này nếu gả đến Thiên Yêu Cung làm con rể yêu chủ rồi, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta sẽ có được cường viện là Thiên Yêu Cung này, ta độ qua vô hoàng nhân kiếp cũng nắm chắc hơn một phần. Hai người ở trong tông chủ đại điện trò chuyện thật vui vẻ, giao lưu kiến giải vu đạo, lại âm thầm định mấy hiệp nghị không người nào biết. Mà lúc này Diệp Húc đã rời khỏi thế giới vu hoang, đi đến thiên ngoại hư không. Hắn còn chưa biết mình đã bị Ứng Tông Đạo bán đi, bỗng dưng lại có thêm một chuyện hôn sự. Thậm chí ngay cả đối phương là người con gái nào của yêu chủ, Ứng Tông Đạo cũng chẳng hỏi mà cực kỳ thoải mái đồng ý. Trải qua trận chiến trong biển, Diệp Húc giờ vờ là đã chết rồi, mai táng gần ngàn vị vu sĩ đại vu, thậm chí cả hơn 10 vị tam thương cảnh. Ngay cả lão quái vật tam bất triệt cảnh là Hạ Từng Đường cũng chịu độc thủ. Vị tần vương đại đường cũng đã bị Diệp Húc chấn áp trong đỉnh. Trận chiến này chỉ có 4-5 người là chạy ra khỏi sát cục của Diệp Húc. Trên đời không có bức tường nào ngăn cản được gió lùa qua. Cuối cùng chuyện này vẫn truyền ra ngoài, gây chấn động thiên hạ, không người không biết, không người không hay. Hắn một lúc chấn áp giết chết nhiều cường giả như vậy, không thể nghi ngờ là một trận động đất với ảnh hưởng còn lớn hơn cả trận ác chiến trong cảnh nội đại đường kia. Hiện giờ Diệp Húc đã bị tất cả mọi người coi là một nhân vật không thể dễ dàng đắc tội. Trận chiến kia đã đánh ra một kết quả khiến cho tuyệt đại đa số vu sĩ đại vu rung động, kinh sợ một phương. Đại đa số mọi người đều coi hắn như lão quái vật tam bất triệt cảnh vậy. Với nhiều người, cho dù là đại vu đầu sỏ, hắn cũng là một lão ma đầu ác danh rõ rệt, không thể dễ dàng trêu chọc vào. Những người trẻ tuổi dám đấu một trận với hắn lại chẳng có bao nhiêu. Hắn cực kỳ nổi bật, nhất thời không có địch thủ, độc nhất vô nhị. Không cần đi nữa, mảng sao trời này rất thích hợp cho các ngươi quyết ra thắng bại, xem ai mới là đệ nhất tôn vương ở dưới chính của ta. Diệp Húc phóng mắt nhìn, chỉ thấy lúc này vẫn là ban ngày, ánh trăng chưa dâng lên, lập tức trầm giọng nói: Tuy nhiên, chiến đấu là chiến đấu, tuyệt đối không thể phân ra sinh tử. Các ngươi đều là những cánh tay đắc lực của ta, nếu có tổn thương gì, liền tương đương với ta tự chặt đi cánh tay của mình. Tu Đại Minh Tôn không người xưng phải, khi ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ bệ vệ, khí thế phóng lên như nhấc lên những làn sóng lớn vô hình, mở ra không biết bao nhiêu tinh thạch. Khí thế của lão hóa thành một thế giới, một tòa thần điện ma hỏa xuất hiện. Bên trong là hàng tỷ thiên ma thần quốc, ma long xoay quanh phía trên thần quốc như một vị thần thủ hộ vậy. Đây chính là đại phần thiên ma long trang nghiêm kinh. Tu Đại Minh Tôn cũng là hoàng tộc đế thích, cũng tu luyện đại phần thiên ma long trang nghiêm kinh. Uy lực của môn cấm pháp này từ trên người Liệt Hỏa Minh Tôn cũng có thể thấy được một hai. Tu Đại Minh Tôn mặc dù thua kém Liệt Hỏa Minh Tôn, nhưng chỉ luyện pháp lực thì so với Liệt Hỏa Minh Tôn, hóa thân của Diệp Húc còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Khí thế của lão càng lúc càng lớn, diễn hóa ra thần điện ma hỏa càng lúc càng rộng lớn, sâu thẳm vô cùng. Giả là chúng ta đều là đệ nhất tôn vương của hai đại thần điện, chẳng qua ngươi bị nhốt trong bản hoàng lăng đã mấy trăm năm cũng không thể thoát ra được, ít đi mấy trăm năm khổ tu, ngươi có biết thế nghĩa là sao không? Tu Đại Minh Tôn cười ầm lên, cầm 8 món bất diệt chi bảo, chấn động hư không, khiến hư không sập xuống từng mảng. Diệp Húc, Bảo Hiển Minh Tôn và Hạo Thiên Quyển vội vàng lùi ra, tránh cho bị uy năng của 8 món bất diệt chi bảo, bảo vật kia chấn thương. Người già rồi, mà ta thì còn trẻ, vị trí đệ nhất tôn vương dưới chứng chủ công chỉ có thể thuộc về ta. Nét mặt Già La Minh Tôn dữ tợn, lão cười quái dị liên tục, trên đỉnh đầu lão hiện ra một cái quan tài màu đen cực lớn. Miệng quan tài úp xuống đỉnh đầu của lão, lão cầm thiên khuyết chiến kích, nhe răng cười gằn: Ta già rồi sao? Lão tử vẫn còn tráng niên, còn mấy ngàn năm thọ nguyên kìa. Còn sâu bọ kia, lão tử đã đến rất gần nhân hoàng rồi. Ngươi và Bảo Hiền lên thủ lại, lão tử còn không sợ, huống chi là chỉ có một mình ngươi đây. Lão tử muốn đánh cho ngươi nhận thua, đánh cho ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kìa. Khí thế của lão diễn hóa ra thế giới chính là Đại Tự Tại La Thiên. Thế giới ma đạo này như một chiếc mui xe trên cao vậy, treo lên, trong đó có hàng tỷ tu la thần quốc. So với Tu Đề Minh Tôn thì chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng tộc đế thích có 4 đầu, 8 cánh tay, trên trời dưới đất, bên phải bên trái, đằng trước đằng sau đều trong tầm mắt. 4 phương 8 hướng đều có thể công và thủ. Khi phòng thủ thì tạt nước không lọt, khi tấn công thì nhanh như tia chớp vậy. Mà hoàng tộc Già La thì thân người đuôi bọ cạp, cánh tay như một thanh đao xương,
toàn thân đều là vũ khí, nhất là cái đuôi bộ cạp đằng sau kia, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị nhất. Hai đại hoàng tộc đều có thân thể chiến đấu hùng mạnh nhất. Trong ma tộc, cùng là tam bất chết cảnh đỉnh phong, trận chiến này giữa bọn họ cũng khiến cho kẻ như Diệp Húc phải quan sát, nghiền ngẫm cuộc chiến. Hiện giờ ta đây, hai bàn tay trắng, sao có thể đi Hàn Nguyệt Cung để cầu hôn được? Chỉ bằng tìm một ít xính lễ vậy. Diệp Húc tạm bỏ qua ý định xem chiến, tế Nam Thiên Môn lên, đẩy cửa đi vào. Hàn Nguyệt Cung là một trong tam cung ma đạo, thứ bảo bối gì mà không có chứ. Bảo vật bình thường, cho dù là bất diệt chi bảo, e cũng khó có thể vào pháp nhãn của bọn họ được. Bên trong cánh cửa tầng thứ nhất Nam Thiên Môn, một con thuyền lâu còn đang bay xung quanh, nhưng vũ bảo khác đều bị Diệp Húc lấy sạch. Diệp Húc trực tiếp bay tới con thuyền đấy, nó như cảm ứng được hơi thở của Diệp Húc, lập tức phình lớn ra, dài đến 3.000 trượng, cao gần ngàn trượng. Những cây cột buồm, những kiến trúc trùng trùng điệp điệp đột ngột mọc lên từ trong bong thuyền, mà trên một cây cột buồm còn treo một lá long kỳ. Một tiếng ầm ầm vang lên từ trong thuyền, cửa sổ bên mạn tàu mở ra, từng chiếc đại bác thò ra khỏi cửa sổ ngắm hướng Diệp Húc. Những chiếc đại bác đó có hình dạng như rồng, miệng pháo là miệng rồng. Một tiếng chiếu vang lên, hàng trăm cột sáng màu trắng từ trong miệng pháo bắn ra, hội tụ thành một cột sáng to đến vài dặm, đánh tới Diệp Húc. Đại uy thiên long pháo, đây là đại uy long chiến hạm mà Tây Hoàng dựa theo chiến hạm của thiên đình cổ mà chế tạo ra. Cột sáng đến gần thân thể, Diệp Húc liền cảm nhận được một luồng hơi thở hủy diệt bao trùm lấy mình. Trong lòng hắn kinh hãi, nếu bị cột sáng này đánh lên trên người, cho dù thân thể hắn có thể sánh với lão quái vật tam bất diệt cảnh, thì có lẽ cũng sẽ bị hủy diệt đi hoàn toàn. Đỉnh, lâu, tháp, bảo vệ thân ta. Diệp Húc quát lên một tiếng, kiều đỉnh ngọc lâu, di la thiên địa tháp lần lượt hiện lên, xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, cùng chống lại sự tấn công của đại uy thiên long pháo. Chỉ thấy cột sáng màu trắng bạc kia như thủy ngân, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Húc. Bên trong cột sáng, Diệp Húc chống lại uy năng của đại uy thiên long pháo, bước nhanh về phía đại uy long chiến hạm. Chiếc thuyền lâu này đột nhiên vọt thẳng tới hắn. Hiển nhiên nó không ngờ đại uy thiên long pháo chẳng thể làm gì được Diệp Húc, nên định lấy uy năng bản thân đến nghiền chết Diệp Húc. Món vũ bảo này lần theo hơi thở của Diệp Húc mà đến, nơi đầu thuyền đi qua hư không bị ép cho chồng lại, giống như nó đang chạy ở trong biển cả. Đầu thuyền không phải rẽ nát hư không mà là sóng nước. Loại va chạm này hoàn toàn có thể đâm cho lão quái vật tam bất diệt cảnh dập nát thân thể. Trong chớp mắt, đại uy long chiến hạm đã đi đến trước người Diệp Húc. Diệp Húc bỗng giơ thẳng tay ra phía trước, tiếp theo là một tiếng va chạm vô cùng dữ dội truyền đến. Sau đó chiếc cơ hạm này từ tốc độ cao ngừng lại, dường như Diệp Húc không phải là giơ một bàn tay ra đón đỡ nữa, mà là một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Theo quán tính, đuôi thuyền đại uy long chiến hạm nhấc lên. Chiếc chiến hạm thật lớn này hoành không quay cuồng bay qua đỉnh đầu Diệp Húc, ầm ầm đập về phía sau. Đỉnh lâu tháp tam bảo của ta, món nào chẳng thể thắng được ngươi đấy. Ta lấy tam bảo chấn áp thân thể, ngươi chỉ là một món bảo vật vô chủ, thế mà cũng dám chống lại ta sao? Diệp Húc nhảy ra sau, ngay lập tức đi đến bong tàu, chín chiếc đại đỉnh trên đỉnh đầu hạ xuống, rầm rầm đặt súng trong bong, ép cho chiếc thuyền lâu này không thể không rơi xuống mặt đất. U Thiên Thần Vương đội cấn. Diệp Húc chấn áp đại uy long chiến hạm, ngay sau đấy một mặt trăng dâng lên thu chiếc thuyền này vào trong lòng bàn tay. Hắn ném nó vào trong ngọc lâu cũng chẳng nóng lòng luyện hóa, mà đi đến cánh cửa thứ hai của Nam Thiên Môn. Hắn dừng lại trước cửa, chỉ thấy nó còn cao lớn hơn cánh cửa thứ nhất, chiều cao gần ngàn trượng, chiều rộng 400-500 trượng. Diệp Húc dùng sức đẩy nó, lập tức một mùi hương xộc vào mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn, vô số danh hoa thụy thảo bày ra trước mắt. Những kỳ hoa dị chủng đó không biết đã sống bao nhiêu năm. Một gốc linh thảo bình thường vạn năm không chết, trở thành một gốc đại thụ che trời. Hắn như là đang đi vào một khu rừng nguyên sinh vô cùng rậm rạp, dược tài nơi đây sống lâu làm cho người ta phải líu lưỡi. Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy một mảnh bàn đào, hơn 10 gốc bàn đào cổ thụ cao tới 100 trượng. Có cái mọc ra một ít quả bàn đào, thậm chí có một số còn đã chín nẫu, rơi xuống thành bùn đất, làm cho người ta đáng tiếc không ngừng. Diệp Húc ngơ ngác nhìn biển tiên thảo tiên chân này, trong lòng mừng rỡ. Chờ Hùng Bi tu thành nguyên thần, trở thành đại vu rồi, ta liền cho nó đến đây, giúp lão gia ta chăm sóc mảnh dược điện này. Ở không gian bên trong cánh cửa thứ hai của Nam Thiên Môn này, ngoài dược tài thì cũng chỉ là dược tài, chỉ có một tòa thọ tinh đài treo giữa không trung. Trên đài là một cánh cửa lại càng cao lớn, hẳn là thông đến không gian tầng thứ ba. Cánh cửa này so với hai cái trước còn nặng hơn rất nhiều, Diệp Húc ra sức mới đẩy được nó ra.
đập vào mắt của hắn đầu tiên là một tòa kim long to lớn lơ lửng ở giữa không trung. Ánh sáng vàng chói bắn ra khắp nơi. Tòa kim long này có 13 tầng, tản ra uy năng rất nặng. Trên lâu còn treo một tấm biển, bên trên viết ba chữ vàng Hành Hương Lâu. Xa xa lại có một chiếc kim ấn màu vàng cao lớn lơ lửng giữa không trung. Trên ấn treo tử thụ tơ mang có vẻ cực kỳ tôn quý. Ở chỗ xa hơn còn có một chiếc chuông vàng không người gõ mà tự kêu vang. Còn có dáng sa tiên y, trên đầu là thương thanh phủ dung quan, giày cùng ngọc châm, đủ mọi loại bảo vật. Những bảo vật đấy đều là bất diệt chi bảo, hẳn là do Tây Hoàng tự mình luyện chế rồi cất vào trong Nam Thiên Môn. Bộ quần áo trang sức kia hẳn là một bộ, tiếc là chỉ để cho nữ tử mặc. Bộ bất diệt chi bảo này có thể dùng làm sinh lễ đưa cho Kiều Kiều, nàng ấy chắc chắn là sẽ thích thôi. Diệp Phúc mừng rỡ, vội vàng tiến đến thu lấy từng món bảo vật. Lúc này thực lực của hắn tăng vọt, lại có nhiều bảo vật trong tay, thu bất diệt chi bảo cũng không khó khăn gì. Bộ quần áo này nhanh chóng bị hắn thu lại. Khó trách kho báu Tây Hoàng lại khiến nhiều người mơ ước như vậy. Nếu ta biết những tầng khác của Nam Thiên Môn còn nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn ta cũng ghen tị đến đỏ mắt mất thôi. Diệp Phúc quét sạch bảo vật nơi đây, chỉ có khi thu Hành Hương Lâu và chuông vàng thì gặp chút khó khăn thôi. Uy năng của tòa Hành Hương Lâu này không hề thua kém trọng bảo như Trảm Thiên Đài. Nó chỉ có một uy năng, chính là nặng, vô cùng nặng, gần như suýt đè sụp Diệp Húc. Mà chiếc chuông vàng kia có tên là Đãng Hồn Chung, uy năng của nó cực kỳ lạ. Nó không phát ra tiếng chuông mà là linh thanh. Diệp Húc còn chưa tới gần thì tiếng đinh đinh vang lên, khiến cho đầu hắn choáng váng, mi tâm vỡ ra, tử phủ gần như bị phá nát, suýt nữa bị đánh cho hồn bay phách lạc. Tham thì thâm, dù những vũ bảo đó tốt, nhưng thứ chân chính phù hợp với ta vẫn là những vũ bảo ta tự tay luyện chế. Hắn thu hết những bảo vật đó vào trong ngọc lâu của mình rồi, lập tức bước tới cánh cửa thứ tư. Cánh cửa thứ tư cực nặng, lấy thực lực Diệp Húc thì vẫn còn có thể đẩy ra. Hắn đi vào không gian tầng thứ tư Nam Thiên Môn, không khỏi dại ra. Chỉ thấy nơi đây không có một thứ gì khác ngoài một nhánh linh mạch vàng óng ánh. Nhánh linh mạch này cực kỳ thô to, dài đến mấy ngàn dặm, phủ phục cuốn lượn ở trên mặt đất như một con cự long màu vàng. Đây là một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 chân chính. Diệp Húc khi còn ở trong Nghệ Hoàng Hành Cung từng thu mảnh vỡ của thuần dương linh mạch bậc 9, từng nhánh nhỏ như rồng, nhưng so với nhánh linh mạch hoàn chỉnh này thì những mảnh vỡ kia quả thật giống như những con giun nhỏ bé vậy. Nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh này tản ra những hơi thở khủng bố như nhân hoàng đỉnh phong, dường như chỉ cần khẽ động thôi đã có thể ép cho Diệp Húc tan xương nát thịt. Lấy thực lực của ta còn chưa thể thu nhánh linh mạch này được. Diệp Húc phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì thấy cánh cửa vào tầng thứ 5 Nam Thiên Môn tọa lạc bên trong miệng rồng. Hắn thật cẩn thận đi đến, e sợ kinh động linh mạch này. Qua thật lâu sau mới đi đến miệng cửa long, ra sức để cánh cửa. Không ngờ thiên đỉnh hạ gia bị Nam Thiên Môn thu cất vào trong này. Diệp Húc tiến đến vào tầng thứ 5 thì thấy một chiếc đỉnh khổng lồ như một tòa đại lục lơ lửng giữa không trung, tản ra hơi thở vô cùng khủng bố, đúng là thiên đỉnh của hạ gia. Lúc trước hắn nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn, đoạt đi thiên đỉnh từ tay Hạ Trung Đường thu vào trong Nam Thiên Môn, lại không ngờ rằng chiếc thiên đỉnh này lại bị Nam Thiên Môn chuyển đến không gian tầng thứ 5. Ánh mắt của hắn lướt qua thiên đỉnh, chỉ thấy xa xa lơ lửng những tòa vũ bảo to như đại lục. Mỗi một món đều to lớn ngàn dặm, có tổng cộng 5 cái. 5 món nhân hoàng chi bảo. Diệp Húc hít một hơi khí lạnh, tuy rằng nhân hoàng có thể luyện chế nhân hoàng chi bảo, nhưng tài liệu hao phí kia ngay cả nhân hoàng cũng không chịu nổi, cho dù là một đại thánh địa cũng chưa chắc lấy ra được vài món. Mà nơi đây lại xuất hiện 5 món nhân hoàng chi bảo, hơn nữa tất cả đều do vị vua hoàng thượng cổ là Tây Hoàng kia đúc ra, phẩm chất kinh người. Nam Thiên Môn có 9 tầng, nơi này mới là tầng thứ 5 đã có nhiều nhân hoàng chi bảo như vậy, đây chẳng phải là những tầng sau càng có thêm nhiều thứ kinh người hơn hay sao? Nam Thiên Môn phong bế tầng tầng không gian, mỗi một tầng lại càng sâu thẳm hơn tầng trước, càng vào sâu thì bảo vật lại càng kinh người. Diệp Húc rất tò mò về những kho báu của mấy tầng sau, lại càng động tâm, hận không thể lập tức vọt vào cướp hết những sạch bảo vật này. Liệt Hỏa Minh Tôn, đi ra! Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, tế Liệt Hỏa Minh Tôn lên, thúc giục vị đại minh tôn vương này dùng thân thể nhân hoàng để thu những nhân hoàng chi bảo kia. 5 món nhân hoàng chi bảo ngoại trừ thiên đỉnh kia gồm có Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, còn có một món vu bảo nữa có hình dáng mà Diệp Húc chưa từng thấy qua. Đây là một vu bảo có hình dạng của một tòa bảo tháp, nhưng thứ khác biệt ở đây là tòa bảo tháp này lại chồng ngược, trên lớn dưới nhỏ, từng tầng mái hiên sắc nhọn bao phủ xuống từng thân tầng tháp, như thể song sắt lao ngục phòng ngừa phạm nhân trốn thoát vậy. Thực lực Liệt Hỏa Minh Tôn mạnh mẽ,
thu lấy 4 nhân hoàng chi bảo là Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Quân Lân Họa đều là chuyện nhỏ, chỉ duy nhất tòa bảo tháp chồng ngược này lại chống cự lại. Tòa quái tháp này đưa đến cho Diệp Phúc một loại cảm giác tội nghiệp sâu nặng. Hơi tới gần thôi, liền bị khống chế tâm thần, đánh mất ý chí chiến đấu, bị quái tháp nuốt vào. 18 tầng địa ngục. Diệp Phúc và Liệt Hỏa Minh Tôn vừa mới bị nuốt vào quái tháp thì hắn chợt tỉnh ngộ. Tòa vũ bảo kỳ lạ này hẳn là Tây Hoàng dựa theo thiên lao của thiên đình mà chế tạo ra. Thiên lao kia có 18 tầng, chính là nơi chấn áp những tiên nhân phạm giới, phạm tội, xúc phạm thiên điều thiên quy. Tòa quái tháp kỳ lạ này đúng là thiên ngục, có tổng cộng 18 tầng. Nếu như tiến vào mấy tầng đầu thì còn cơ hội trốn thoát được, nhưng nếu bị đánh nhốt vào tầng thiên ngục thứ 18 thì chỉ có thể chết già ở nơi đấy. Diệp Phúc đứng ở trên bờ vai Liệt Hỏa Minh Tôn, bên tai là tiếng gió vù vù, thân thể đang rơi mạnh xuống thiên ngục tầng thứ 2. Ngay tiếp là tầng thứ 3. Đi! Diệp Phúc toàn lực thúc giục đại phần thiên ma Long Trang Nghiêm Kinh, cổ động thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Vị đại minh tôn vương này đột nhiên xoay người đánh một quyền vào chỗ sâu trong thiên ngục. Thân thể của lão chính là nhân hoàng chi thân, tu vi nguyên thần bất diệt kỳ. Một quyền đánh ra có thể đánh chết lão quái vật nguyên thần bất diệt, làm trọng thương cường giả như Bảo Huyền Tu Đề, hủy diệt tất đai ngàn dặm, biến nó trở thành hư vô hỗn độn. Trong chớp mắt, Liệt Hỏa Minh Tôn đã đánh ra được mấy vạn quyền. Bậc sức mạnh khủng bố này đánh vào thiên ngục như ném đá vào hồ nước vậy, chỉ có thể gợn lên những gợn sóng chứ chẳng thể làm được gì hơn. Tuy nhiên, lực hút khủng bố truyền đến từ sâu trong thiên ngục cuối cùng cũng bị sức mạnh của Liệt Hỏa Minh Tôn đánh cho triệt tiêu một khoảng. Diệp Phúc lập tức bắt lấy cơ hội này, khống chế Liệt Hỏa Minh Tôn phóng lên cao, chạy ra khỏi phạm vi uy năng của quái tháp. Wow! Bọn họ vừa mới bay ra khỏi cửa lao thiên ngục thì một tiếng gầm rú vang lên, sau đó một gương mặt quái dị đen sì bay ra khỏi ngục. Nó to lớn không gì sánh được, trông như một mãnh hổ, so với thân hình hùng vĩ của Liệt Hỏa Minh Tôn còn lớn hơn mấy trăm lần, bao phủ nửa không trung. Nó mở miệng tắp tới hai người. Diệp Phúc vội vàng thúc giục toàn lực thúc giục Liệt Hỏa Minh Tôn, một bước đi mấy ngàn dặm lại thấy cái mặt hổ quái dị kia từ trong thiên ngục kéo dài ra mấy ngàn dặm, răng sắc một miếng hiểm hiểm cắn qua sau lưng hai người. Ngay sau đấy nó từ từ rụt trở lại thiên ngục tầng thứ 18. Bệ ngạn cự thú viễn cổ trông coi thiên lao. Diệp Phúc hít một hơi khí lạnh. Tây Hoàng đem một con bệ ngạn cự thú viễn cổ đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng luyện vào trong tòa thiên ngục này, làm linh hồn bất diệt chấn thủ nơi đây. Khó trách tòa thiên ngục này lại có uy năng khủng bố đến như vậy. Thiên ngục có thể chấn áp tất cả đại vua tam bất triệt cánh, thậm chí cả nhân hoàng cũng bị nó chấn áp được. Diệp Phúc thở dài, với thực lực của hắn thì còn chưa thể thu được tòa thiên ngục này. Dù có tế Liệt Hỏa Minh Tôn lên thì cũng chẳng thể làm gì, nhưng nếu có Giả La, Tu Đề và Bảo Hiền liên thủ lại thì còn nắm chắc được vài phần. Chờ đám người kia phân ra thắng bại thì mời bọn họ cùng ra tay hàng phục thiên ngục vậy. Diệp Phúc lách qua tòa thiên ngục khủng bố kia, cuối cùng cũng tìm được cánh cửa Nam Thiên Môn tầng thứ 6. Cánh cửa này so với các tầng trước còn cao lớn hơn, nặng hơn rất nhiều. Tới nơi đây rồi, Diệp Phúc đã không thể tự mình đẩy cửa ra được nữa, chỉ có thể dùng đến Liệt Hỏa Minh Tôn. Cánh cửa tầng thứ 6 mở ra, một mảng ánh sáng vàng chói bắn ra, bao phủ cả Diệp Phúc và Liệt Hỏa Minh Tôn vào trong đây. Đây là bảo khí do rất nhiều bảo vật tản ra, bảo khí nồng đậm sẽ hình thành bảo quang, trong chớp mắt khi cửa chính mở ra thì sẽ bắn ra ngoài. Nếu nơi đây không phải là bên trong Nam Thiên Môn mà là ở bên ngoài, e là đám bảo quang này sẽ trực tiếp xuyên thủng đại khí trời cao của thế giới vô hoang mà bắn thẳng tới hàng trăm hàng ngàn dặm bên ngoài, khiến cho vô sĩ ở các tinh vực xa xôi đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này. Thiên đình. Diệp Phúc ngơ ngác nhìn phía trước lẩm bẩm. Trước mặt của hắn xuất hiện một cảnh tượng rộng lớn vô cùng, đó chính là thiên đình viễn cổ. Từng tòa tiên cung, từng tòa thần tượng, từng tòa bảo điện. Cung có 36 tòa: Thái Dương Cung, Di Lạc Cung, Quảng Hàn Cung, Tử Tiêu Cung, Đấu Ngưu Cung, Ngọc Thanh Cung. Điện có 72 tòa: Lăng Hư Điện, Linh Quan Điện, Triều Hội Điện, Bảo Quang Điện, Thông Minh Điện, vân vân. Trừ những thứ đó ra, còn có binh danh của các đại thiên binh thiên tướng, đủ mọi chủng loại: Hậu Cung, Thông Thiên Hà, Phóng Mã Trường, Phong Thần Đài, không biết có bao nhiêu cơ cấu, bao nhiêu vu bảo cùng xây dựng nên tòa thiên đình này. Diệp Phúc hoàn toàn rung động, quy mô to như thế, dù là nhiều vu hoàng tới nay cũng chưa từng có ai có thể làm được. Tây Hoàng thật khí phách, ông ta thậm chí còn định xây dựng lại thiên đình viễn cổ, khiến cho hắn không thể không khâm phục bản lĩnh của vị tiên hiền này. Những vu bảo đủ mọi chủng loại đó đều có phẩm bậc cực cao, mạnh nhất là 36 cung. Đại bộ phận của các cung này đã luyện thành nhân hoàng chi bảo.
72 điện đều là bất diệt chi bảo, còn đủ loại bảo vật khác cũng là cấp bậc bất diệt, tam tương chi bảo. Đây mới là kho báu Tây Hoàng chân chính. Của cải ở mấy tầng trước tuy kinh người, nhưng so sánh với nơi đây thì thật nhỏ bé, chẳng hề đáng kể. Tây Hoàng khí phách quá lớn, chỉ sợ có ý chí của thiên đế. Diệp Phúc thao túng Liệt Hỏa Minh Tôn đi đến chỗ sâu trong tòa thiên đình này. Ở bên trong rất nhiều cung điện, cao lớn nhất chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng vững ở trung tâm đám nhân hoàng bất diệt tam tương chi bảo, đúng là hạc giữa bầy gà. Ông ta tạo ra thiên đình chính là để tạo ra một kiện hình thức ban đầu của chứng đạo chi bảo. Chẳng qua chi hướng ông ta quá lớn, vượt qua phạm vi năng lực của vô hoàng, cho dù có là thánh hoàng cũng không thể nào luyện chế thiên đình thành công, tạo tất cả thành cấm bảo, trở thành hình thức ban đầu của thiên địa chứng đạo chi bảo được. Kiến thức hiện giờ của Diệp Phúc cao minh hơn xa trước đây, cũng có thể hiểu biết về tam hoàng cảnh. Tam hoàng cảnh có 3 tầng: nhân hoàng, vu hoàng và thánh hoàng. Vu hoàng vốn đã cực kỳ ít, thánh hoàng lại chưa từng thấy bao giờ, có thể coi là lông phượng sừng lân. Ít nhất là Diệp Phúc chưa từng nghe nói qua, từ xưa đến nay có vị thánh hoàng nào để lại môn phái hoặc thánh địa, hoặc là di tích viễn cổ gì gì đó. Còn về phần phía trên thánh hoàng, nghe nói còn có tam thần vương cảnh, lại chia làm 3 cảnh giới lớn là vu tổ, thần vương và đế quân. Với hắn mà nói, đó chính là truyền thuyết thần thoại hư vô mờ mịt, vô tích khả tầm. Diệp Húc thật sự khâm phục vị vu hoàng này, nhưng cũng lại thương hại ông ta. Con đường mà Tây Hoàng lựa chọn hiển nhiên đã vượt qua được khả năng mà ông ta có thể làm. Chí hướng cao xa nhưng năng lực không đủ, mãi vẫn không thể chế tạo thiên đình thành cấm bảo. Nếu ông ta có thể đem tất cả bảo vật thuộc thiên đình chế tạo thành cấm bảo, sau đó chỉnh hợp thống nhất lại, uy lực tất sẽ tăng lên vô hạn. Tu vi ông cũng nâng lên vô hạn, đừng nói trở thành thánh hoàng, cho dù là thần vương, e rằng cũng có thể rất dễ dàng. Tuy nhiên, đây hiển nhiên là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Đầu tiên không cần nói đến chuyện tạo ra thiên đình cần bao nhiêu tài liệu, chỉ nói những cấm pháp mà đám vu bảo kia cần, cho dù là vu hoàng thì cả đời cũng không thể hoàn thành được. Mỗi một cấm bảo cần có một loại cấm pháp đầy đủ đánh nhốt vào bên trong, cũng có nghĩa là Tây Hoàng phải tu luyện môn cấm pháp đó tới cảnh giới vu hoàng, sau đó lại rút nó ra thì mới có thể tạo nên được một kiện cấm bảo. Những cấm bảo cần có để xây dựng thiên đình, riêng 36 cung, 72 điện đã có 108 món cấm bảo, cần 108 loại cấm pháp. Vu hoàng có thọ mệnh vạn năm, cho dù cùng cả dùng cả đời cũng không thể tu luyện ra cả 108 loại cấm pháp đến vu hoàng kỳ. Huống hồ kiến trúc thiên đình không chỉ có như thế, còn có giao trì, đào viên, thọ tinh đài, nam thiên môn, thiên ngục, phong thần đài, phong mã trường, thông thiên hà, cùng với đủ mọi loại hậu cung, tiên cảnh, cho dù tập hợp tất cả các loại cấm pháp trên thế gian này cũng không đủ con số kia. Cả đời Tây Hoàng đều nỗ lực xây dựng lại thiên đình, luyện thành cấm bảo. Thật đáng tiếc à. Diệp Húc đi ở trong biển thiên đình này, càng đi càng kinh tâm, hơi thở cụ đủ mọi chủng loại vu bảo nơi đây áp chế thân thể hắn không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Liệt Hỏa Minh Tôn mới có thể đi tiếp được. Ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện chính là cánh cửa tầng thứ 7 Nam Thiên Môn, hắn phải đi tới đó mới có thể đi vào tầng thứ 7 để coi những tầng sau rốt cuộc có bảo vật gì. Nghệ Hoàng Kim Tiễn đối kháng thiên đình. Cuối cùng Diệp Húc đi tới chỗ sâu trong Tây Hoàng thiên đình, dù là Liệt Hỏa Minh Tôn cũng bị chấn áp đến mức không thể đi nổi dù chỉ là nửa bước. Diệp Húc bất đắc dĩ tế Nghệ Hoàng Kim Tiễn lên, dựa vào uy năng của món cấm bảo không hoàn chỉnh này để đối kháng với các loại hơi thở của thiên đình, tiếp tục bước tiếp. Ở trong này, món cấm bảo không hoàn chỉnh Nghệ Hoàng Kim Tiễn này cũng bị chấn áp, không thể đối chọi với thiên đình, chỉ sợ là cấm bảo chân chính mới có thể làm được điều này. Diệp Húc đi không biết bao lâu mới đến được trước cánh cửa tầng thứ 7. Đến nơi đây, hắn cũng không có ý định thu đi thiên đình. Thiên đình của Tây Hoàng tuy không phải cấm bảo, nhưng nguyên lực của nó có thể sánh với cấm bảo, cũng không phải một kẻ với cảnh giới hiện tại như hắn có thể thu, có thể tế lên, cho nên hắn vẫn bỏ qua ý định này. Hắn đẩy ra Nam Thiên Môn tầng này, bước vào bên trong. Hơi thở vu hoàng tràn ngập đến, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngồi ở trung tâm thế giới này, uy nghiêm như thiên đế. Ở phía sau của hắn ta, khí thế của hắn hóa thành một mảnh thế giới cuồn cuộn, chính là thiên đình viễn cổ. Nhưng ngư không trên đỉnh đầu của hắn có một trường ấn cực lớn, đánh nát không gian tầng thứ 7 của Nam Thiên Môn. Bàn tay này đánh nát thiên linh của Tây Hoàng, khiến cho vị vu hoàng khoáng cổ tuyệt kim, thiên tài hoành giật này bị giết chết ngay trong Nam Thiên Môn do chính hắn rèn ra. Dưới chân Tây Hoàng có dựng một tấm bia đá, bên trên viết một chữ: tội đầm đìa máu. Đây là một khối thiên tội bia, là thiên đế giận dữ lập ra tấm bia đá, chỉ ra tội nghiệp tại nghịch bất đạo của người này. Chữ tội đầm đìa máu kia trông cực kỳ chói mắt, nó tản ra một loại rung động chấn nhiếp lòng người, làm cho người ta liếc mắt một cái liền tự thấy nghiệp chướng nặng nề, cúi đầu chờ giết.
Diệp Húc từng thu một khối thiên tội bia trong ngân khư, đó là bởi vì vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thương, Chu Hoàng, định lấy kiến mộc làm cơ sở để tạo ra tháp thông thiên, nối thẳng thiên giới, thành lập nhân thần thông đạo, khai thông thế giới và thiên giới, vận chuyển hoàng triều Đại Thương đến 9 tầng trời. Loại ý chí nghịch thiên của Chu Hoàng này cuối cùng cũng khiến cho thiên đế nổi giận, bình định Đại Thương, đem hoàng triều cổ xưa này nhổ cả gốc lẫn rễ, lập xuống tấm bia đá kể ra tội nghiệp của Chu Hoàng. Ngay cả ý chí bất tử của Đại Thương ngưng tụ thành huyền điểu cũng bị chặt bỏ đôi chân, khiến cho huyền điểu lưng cõng cổ thành triều thương bay mãi không ngừng nghỉ, vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống dưới đất được. Mà ở trong Nam Thiên Môn, Diệp Phúc lại thấy được một tấm thiên tội bia như thế. Tây Hoàng định xây dựng lại thiên đình viễn cổ, ở trong mắt thiên đế đó chính là đại nghịch bất đạo. Thiên đế chính là bá chủ duy nhất thống ngự chư thiên, Tây Hoàng xây dựng lại thiên đình chính là khiêu khích uy nghiêm của thiên đế, có tâm vấn đỉnh đế vị, động đến nghịch luân thiên đế, cho nên tất sẽ bị xử tử. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, đó chính là thiên đình do Tây Hoàng luyện chế ra có uy lực quá lớn, tuy chưa được luyện thành cấm bảo nhưng nó đã có uy lực chống lại cấm bảo. Nếu tất cả bộ phận xây dựng lên thiên đình đều được luyện thành cấm bảo, sau đó sắc nhập lại thành một, như vậy uy năng của món bảo vật này tất sẽ lớn đến không thể tưởng tượng được, nói không chừng sẽ trở thành chính đạo chi bảo mới, gây nguy hiểm đến địa vị của thiên đế. Hành vi này của Tây Hoàng giống như là tạo phản, bị đánh chết cũng là hợp tình hợp lý. Tây Hoàng còn cổ xưa hơn cả Trụ Hoàng, thậm chí còn sớm hơn cả Hiên Viên Thiên Đế, không biết rốt cuộc ông ta chết trong tay của vị thiên đế nào đây. Diệp Phúc trầm ngâm một lát thầm nghĩ, Tây Hoàng là con trai của Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu và Hạo Thiên Đại Đế của Đông Hoàng gia thuộc cùng một thời đại. Nghe nói sau khi Hạo Thiên Đại Đế bỏ Tây Hoàng Mẫu không lâu liền bị Thanh Đế lật đổ. Chẳng lẽ Tây Hoàng bị Thanh Đế giết chết ư? Sau Thanh Đế chính là Hiên Viên Thiên Đế, lại xưng là Hoàng Đế. Sau Hoàng Đế chính là Đương Kim Thiên Đế. Bởi vậy người đánh chết Tây Hoàng và Trụ Hoàng chắc không phải là một rồi. Hắn lấy tấm thiên tội bia kia ra khỏi ngọc lâu đối chiếu chữ viết, liền âm thầm gật đầu. Chữ tội trên mặt hai tấm thiên đội tội bia này khác nhau rõ ràng, hẳn là không xuất phát từ cùng tay của một người. Người ra tay hẳn là Thanh Đế. Xem ra cho dù ai thành thiên đế, đối với người có thể uy hiếp đến địa vị của mình đều phải diệt trừ. Đồng thời hắn cũng có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Tây Hoàng trốn trong Nam Thiên Môn mà mình luyện chế ra cũng bị người giết chết, không hiểu ra sao mà chết thảm bên trong. Chẳng may nếu mai sau mình có lỡ xúc phạm đến nghịch luân của thiên đế, e là cũng sẽ bị đánh chết mà chẳng biết vì sao. Vị thiên đế đánh chết Chu Hoàng lật đổ hoàng triều Đại Thương cũng không phải là Hiên Viên Thiên Đế, mà là Đương Kim Thiên Đế. Hoàng đế thống trị một thời kỳ cực kỳ dài lâu, trải qua hai hoàng triều lớn là Hạ và Thương, cộng lại có hơn 100.000 năm. Hoàng đế vẫn lạc ở thời kỳ cuối Đại Thương, tân thiên đế đăng cơ ngai vàng đế tôn, trở thành thủ lĩnh chư thiên. Sau khi Đại Thương bị diệt, Đại Chu liền lên, Đại Chu mất cũng không còn hoàng triều thống nhất nữa. Nhưng điều khiến cho Diệp Phúc cảm thấy kỳ quá là sở dĩ Trụ Hoàng, Đế Tân bị đánh chết, hoàng triều Đại Thương cũng bị diệt trừ, đó là bởi vì Trụ Hoàng đã sắp hoàn thành thông thiên tháp, hoàn toàn uy hiếp đến sự thống trị của thiên đế. Thiên đình của Tây Hoàng còn chưa luyện thành đã bị thiên đế tru sát, có vẻ không hợp với lẽ thường. Trừ phi Tây Hoàng đã có khả năng tạo tất cả bảo vật thiên đình thành cấm bảo, nếu không thiên đế cũng không vì chuyện này mà đánh chết ông ta ở trong ổ của mình. Chẳng lẽ Tây Hoàng đã vượt ra khỏi cảnh giới vua hoàng, trở thành thánh hoàng, thậm chí là vua tổ hay sao? Diệp Phúc nhìn Tây Hoàng âm thầm suy tính ở trong lòng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 123 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.